Còn tại đất nước Senegal, một vụ tai nạn đường bộ thương tâm cũng đã xảy ra khi hai chiếc xe buýt đâm nhau khiến 40 người bị thiệt mạng và 87 người khác bị thương. Tổng thống Senegal Macky Sall đã tuyên bố quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Qua tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Markinson thông báo quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Theo ông, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và sau thời gian quốc tang, một ủy ban chính phủ sẽ được thành lập để thực hiện các biện pháp mạnh bảo đảm an toàn đường bộ. Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường chính gần thị trấn Kafrin, cách thủ đô Dhaka khoảng 220 km về phía đông nam. Theo thông báo của cơ quan công tố khu vực, vụ tai nạn xảy ra sau khi một xe buýt bị nổ lốp và lao sang phần đường của chiếc xe buýt khác khi đi ngược chiều. Đây là một trong những vụ tai nạn gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử gần đây của quốc gia Tây Phi này.